Vâng, như vậy xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Gia Phú, quận Bình Tân trong buổi tối ngày Chủ nhật hôm nay. Và xin mời quý vị khán giả theo dõi trận cầu giao hữu giữa các thủ FC 1990 và đội bóng FC Tây Ninh. Hai đội bóng sẽ có màn so tài trên sân bóng Gia Phú. Và hiện tại thì trận đấu đã được bắt đầu với tiếng còi khai cuộc. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Chúng tôi xin điểm qua về thành phần thi đấu cũng như là mẫu của hai đội bóng để cho quý vị khán giả tiện theo dõi. Các thủ FC 1990 họ đang xuất phát trong bộ trang phục áo vàng xanh và đang bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của các bạn. Trong khi đó thì đội bóng FC Tây Ninh, những cầu thủ đến từ Tây Ninh xuất phát với bộ trang phục áo trắng quần đen và đang bảo vệ phần sân còn lại. Danh sách của các cầu thủ FC 1990 gồm có thủ thành mang áo số 1 Văn Thống, các cầu thủ số 32 đó là Văn Hậu, số 6 là Văn Bì, số 9 là Tý Sẹo, số 21 Đồ Hải, Hồ Hải, số 17 là Thanh Tùng, số 10 là Phi Dân, số 4 đó là Thoại Văn, số 8 Hà Ken, số 3 là Quốc Đờ Son, số 77 Trang Trung, số 11 là Văn Hòa, số 19 là Tony Việt và cuối cùng là cầu thủ mang áo số 2 Văn Xin. Danh sách của FC Tây Ninh, đội bóng áo trắng quần đen đang bảo vệ phần sân bên trái với cầu thủ mang áo số 6 đó là Hoài Nhân, số 10 là Văn Lợi, số 5 là Nguyễn Ngọc, số 10 là Văn Trường, số 99 Văn Hưng, thủ môn của họ là thủ thành Công Sang, số 68 là Nguyễn Biên, số 12 Tuấn Vĩ, số 36 đó là Tấn Sáng, số 9 Duy Mạnh, số 79 Cao Thành và cầu thủ cuối cùng là Văn Thọ với chiếc áo số 7. Những phút đầu tiên đang diễn ra, các cầu thủ hai bên chắc chắn sẽ bước vào những tình huống thăm dò. Một trận cầu kết nối giữa hai đội bóng có hai địa phương khá xa nhau khi mà các cầu thủ áo trắng đã phải hành quân từ thành phố Tây Ninh đến với sân bóng Gia Phú quận Bình Tân. Trải qua một quãng đường dài để họ đến với nơi này để có thể thi đấu giao hữu cùng với các cầu thủ chủ nhà FC 1990. Trận đối đầu này đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp tại fanpage bóng đá Phủ Miền Tây. Các bạn có thể truy cập vào fanpage bóng đá Phủ Miền Tây trên Facebook để có thể cổ vũ thêm dành cho hai đội bóng tham dự trận đấu này. Các bạn cũng có thể chia sẻ thêm để lan tỏa giải bóng đá trận đấu của chúng ta đến nhiều cổ động viên hơn. Những người không có điều kiện trực tiếp đến sân vẫn có thể theo dõi và cổ vũ cho hai đội bóng. Ngoài ra quý vị khán giả cũng có thể tương tác trực tiếp với video này. Chúng ta có thể gửi những lời nhắn nhủ với các cầu thủ hoặc là các đội bóng mà mình yêu mến. Chúng tôi sẽ thay lời quý vị chuyển đến các cầu thủ đang thi đấu trên sân. Cơ hội trở lại với FC Tây Ninh. Đường truyền của Phi Dân. Rất tiếc pha chuyền bóng không đến được với vị trí nào của các đồng đội. Như thường lệ thì ngày Chủ nhật vẫn là những ngày bận rộn nhất của anh em ekip truyền thông bóng đá Phủ Miền Tây. Khi mà chúng tôi phải tham gia tường thuật rất nhiều trận đấu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận. Bóng đá Phủ Miền Tây, một kênh truyền thông về thể thao, chuyên tổ chức tường thuật trực tiếp các giải bóng đá, các trận đấu giao hữu cũng như là các trận đấu thuộc khuôn khổ của nhiều môn thể thao khác nhau. Bên cạnh bộ môn bóng đá thì chúng tôi có thể livestream trực tiếp các bộ môn thể thao thông dụng tại Việt Nam như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennis. Cơ hội trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Không được, một pha để mất bóng nguy hiểm. Không có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Các cầu thủ FC 1990 đã tranh chấp thành công. Bây giờ là pha lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Chặt bóng chính xác. Rất bình tĩnh. Một pha phối hợp nhịp nhàng. Tuy nhiên đã không có thời cơ ra trận dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 12 Tuấn Vĩ. Tiếp tục là các cầu thủ FC Tây Ninh đang chủ động dâng cao đội hình tấn công. Được đưa bóng vào bên trong đã không vượt qua được hàng phòng ngự của các thủ FC 1990. Bây giờ là một quả đá phạt góc dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. FC Tây Ninh tỏ ra chủ động hơn trong những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài và chúng ta chưa thể nói trước được điều gì. Một cú đánh đầu khá nguy hiểm, bóng vừa đi sượt qua mặt khung thành nhưng không có một điểm chạm chính xác trong tình huống vừa rồi. Chưa thể có bàn thắng mở tỷ số dành cho FC Tây Ninh mặc dù họ đã ép sân khá tốt. Và xử lý rất bình tĩnh của Văn Hậu. Các cầu thủ hai bên tranh chấp khá quyết liệt. Cả
các trận đấu của chúng ta đang diễn ra. Và đồng thời lúc này thì những trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup năm 2022 cũng đang diễn ra tại Qatar. Trận đấu sớm giữa các cầu thủ Nhật Bản và đội tuyển Costa Rica. Đại diện của châu Á đã có trận ra quân thắng lợi trước đội bóng đã từng 4 lần lên ngôi vô địch World Cup, đội tuyển Đức. Những pha bóng chưa thực sự tạo nên những tình huống nguy hiểm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh. Những phút đầu tiên các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh đang tỏ ra chủ động hơn. Thêm một pha tiếp cận khung thành. Sức tích chưa có tình huống dứt điểm thuận lợi dành cho các cầu thủ áo trắng. Thêm cơ hội lên bóng dành cho các thủ FC Tây Ninh. Quả ném biên dành cho đội bóng áo trắng. Những pha bóng rất chủ động ngăn chặn của các thủ FC Tây Ninh. Họ đang có được một thế trận khá tốt. Vẫn là các cầu thủ áo trắng đang giữ được quyền kiểm soát bóng tốt hơn. Một khoảng trống nữa, rất tiếc phải xử lý không thành công của cầu thủ mang chiếc áo số 10, đó là vị trí của Văn Trường. Suýt chút nữa thì đã có thêm một cơ hội dứt điểm nguy hiểm dành cho đội bóng đến từ Tây Ninh. FC 1990 đang chơi một cách khá bị động, một tình huống phạm lỗi. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên và một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh. Đây sẽ là cơ hội cực kỳ nguy hiểm khi mà quả đá phạt có cự ly và góc sút tương đối thuận lợi. Với khoảng cách chừng chưa đầy 20m. Và góc sút cũng còn tương đối rộng dành cho các chân sút bên phía đội bóng áo trắng có thể hy vọng tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu này. Đã có những cổ động viên theo dõi trận đấu này qua sóng trực tiếp và gửi lời chúc đến các cầu thủ. Đường chuyền ngang, sức tích phải xử lý không thành công của các thủ FC Tây Ninh, phản công trở lại với FC 1990. Phải giữ bóng bình tĩnh nhưng đó là một đường chuyền không tốt. Hai đội tranh chấp khá quyết liệt. Phải cấp bóng thành công. Rất đáng tiếc chưa có một khoảng trống thuận lợi dành cho đội bóng áo trắng có thể dứt điểm thoải mái. Rõ ràng trong một thế trận gây được sức ép tốt, nhưng các cầu thủ bên phía FC Tây Ninh họ vẫn cần thêm những cú dứt điểm đủ uy lực. Những đường chuyền còn thiếu địa chỉ. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành của FC Tây Ninh. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Không được, bóng về chân của Phi Dân. Trọng tài đã thổi phạt các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng.
Một pha tranh chấp quyết liệt của Phi Dân đối với vị trí của Nguyễn Biên. Nhưng thời cơ lên bóng tiếp theo dành cho các cầu thủ áo trắng. FC Tây Ninh vẫn đang chủ động. Nhưng hàng phòng ngự của FC 1990 vẫn đang chơi rất tập trung. Bóng lại trở về với các cầu thủ FC 1990. Nhưng pha triển khai bóng bình tĩnh của các cầu thủ áo vàng chưa có tình huống xử lý bóng thành công. Thêm cú ra chân rất nguy hiểm, một tình huống kết thúc từ cự ly khá xa, suýt chút nữa thì nó đã gây ra bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại cú ra chân khá bất ngờ vừa rồi ở khoảng cách khá xa, một cú đá từ giữa sân của cầu thủ mang chiếc áo số 7. Pha dứt điểm của Văn Thọ. Tuy nhiên thủ môn bên phía đội bóng FC 1990 vẫn đang chơi cảnh giác. Phạt góc tiếp theo dành cho FC Tây Ninh. Thêm đường lên bóng. Bóng đã về chân của các thủ áo vàng. Tình huống phạm lỗi. Lỗi thuộc về vị trí của Hòa Nhân. Và đây sẽ là một quả đá phạt nữa dành cho các thủ FC 1990. Như vậy, bất ngờ đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ FC 1990. Chúng ta cùng xem lại quả phạt góc vừa rồi. Một tình huống bóng đã đi thẳng vào lưới sau quả đá phạt góc của các cầu thủ áo vàng. Chưa thể xác định được cầu thủ nào vừa có được pha dứt điểm thành bàn dành cho FC 1990. Trong một thế trận mà các thủ FC Tây Ninh đang chơi hoàn toàn chủ động nhưng họ lại bị thụt lưới từ một tình huống cố định. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Tây Ninh vừa rồi đã mất cảnh giác và họ đã phải trả giá ngay lập tức với bàn thua. Cơ hội trở lại với các thủ áo trắng một lần nữa. Chưa có được khoảng trống để dứt điểm. FC 1990 đã bất ngờ vượt lên dẫn trước với tình huống đá phạt góc thành bàn. Một pha bóng hết sức bất ngờ. Thêm cơ hội trở lại với các thủ áo trắng. Bị dồn ép. Và chắc chắn rằng các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh sau tình huống để thua họ sẽ dâng cao đội hình. Một đường mở bóng khá tốt. Tiếp tục một cơ hội trở lại với các thủ FC 1990. Pha phối hợp khá nhịp nhàng, vẫn còn, rất lắc léo. Cầm bóng và xử lý rất tự tin nhưng đường truyền lại chưa thực sự thuận lợi dành cho các đồng đội. Tuy nhiên thì bóng vẫn đang trong tầm chân. Một cú ra chân bất ngờ, tình huống dứt điểm của Phi Dân. Hơi đáng tiếc cho Phi Dân. Và dứt điểm của anh chưa thể hạ được thủ thành bên phía FC Tây Ninh thêm một lần nữa. Một pha xa vào chưa thực sự hợp lý. Không có nhiều cầu thủ phòng ngự bên phía FC 1990 hỗ trợ cho thủ môn của họ trong tình huống vừa rồi. Mà để cho thủ thành phải lao xa để tranh chấp cùng với các thủ bên phía FC Tây Ninh. Đổi đẩy sau, tình huống bị thổi phạt của số 21. Hồ Hải là cầu thủ bị trọng tài thổi phạt và đây sẽ là một quả đá phạt nguy hiểm nữa dành cho FC Tây Ninh. Các thủ áo trắng hoàn toàn có thể hy vọng ở tình huống này, một quả đá ở cự ly gần 20 m. Góc sút gần như là chính diện khung thành.
hơi chết về bên phía cánh phải một tí thôi. Lại là màn xử lý của Văn Trường khi số 10 là cầu thủ duy nhất đứng trước bóng vào lúc này. Cú dứt điểm ngay, như vậy thì đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh, 1-0. Lúc này thì trong số áo của các cầu thủ áo trắng đăng ký hai cầu thủ cùng mang tên, cùng mang chiếc áo số 6, như vậy người ghi bàn là Văn Lợi. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 dành cho các cầu thủ bên phía FC Tây Ninh với một quả đá phạt đẹp như mơ. Một cú cửa lòng đi rất khó chịu của số 10 Văn Lợi. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm rất đẹp mắt của số 10. Một cú cưa lòng đưa bóng vào ngay góc chữ A. Đó là một cú đá chân trái đầy chất lượng. Suýt chút nữa thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng có thêm một bàn thắng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng nguy hiểm trong thời gian mà xem lại bàn thắng của Văn Lợi. Các cầu thủ áo trắng đã có thêm một cơ hội nữa. Một đường phát bóng sai của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng FC 1990 và suýt chút nữa họ đã phải trả giá với bàn thua thứ hai. Tỷ số bây giờ là 1-1. Quả phạt bóng lên của Văn Bì. Chân chập khá chủ động, đường truyền tốt. Pha xoay sở khéo léo. Đó là đường truyền của Văn Trường. Nguy hiểm, một cơ hội đối mặt không vào. Cú đã đi lên trời của Phi Dân. Quả đáng tiếc dành cho cầu thủ áo số 10 trong tình huống ra chân vừa rồi. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng đã có một pha xử lý không tốt và để cho đối phương cướp bóng ở ngay khu vực trung lộ. Xích chút nữa thì tỷ số là 2-1 dành cho FC 1990 nếu như cú đá của Phi Dân đi chính xác hơn. Rất tiếc bóng đã ở bên ngoài sân. Áp sát rất khó chịu, nhưng các cầu thủ bên phía đội bóng FC 1990 vẫn đang xử lý bình tĩnh. Thêm một đường treo bóng dài, rất tiếc bóng đi không chính xác. Những pha va chạm với các thủ hai bên và sau đó là những cái bắt tay fair play. Một cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh đang phải rời sân với những bước chân tập tễnh. Người bị đau là Hoài Nhân. Thêm những pha triển khai bóng đầy cố gắng nữa của các thủ FC Tây Ninh. Khá bình tĩnh. Tiếp tục một cơ hội dành cho đội bóng áo trắng. Nỗ lực đi bóng. Rất tiếc những cố gắng của Văn Lợi chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC 1990. Sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì lúc này tỷ số đang là 1-1. Cơ hội tiếp theo đã trôi qua. Bây giờ thì quyền ném biên trở lại với các thủ FC Tây Ninh. Khá bình tĩnh. Thêm những tình huống xoay sở khá tốt. Vẫn là các cầu thủ áo trắng đang chủ động. Tuấn Vĩ được chuyền tốt dành cho số 30. Đây là Văn Hoàng cắt ngang. Khoảng trống không có được pha dứt điểm ngay dành cho các thủ FC Tây Ninh. Và cơ hội của đội bóng trắng đã trôi qua, bây giờ là thời cơ phản công. Màn đáp trả của các thủ FC 1990. Quả người rồi. Cắt ngang. Bóng đã chạm đầu một cầu thủ áo trắng. Một quả đá biên nữa dành cho các thủ FC 1990.
không được. Cú đá hết sức bất ngờ, một tình huống ra chân rất nhanh của cầu thủ áo số 77. Xin chút nữa thì Trang Trung đã có thể nâng tỷ số lên 2-1 và đây là màn đáp trả không thành công. Quá đáng tiếc cho cả hai đội. Cả hai bên đều không có được pha dứt điểm tốt để có thể hạ được thủ thành đối phương. Bây giờ thì cơ hội tiếp tục trở lại với các thủ FC 1990. Trận đấu của chúng ta đang trở nên sôi động hơn với những tình huống liên tục ăn miếng trả miếng của các thủ hai bên. Thêm một pha phản công nữa dành cho FC Tây Ninh. Được chuyển khá tốt. Vẫn còn. Khá bình tĩnh. Trọng tài thổi phạt số 17 Thanh Tùng. Đây sẽ là một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh. Họ đã có được bàn thắng từ cú đá phạt chính xác trước đó của Văn Lợi. Và quả đá phạt này nằm ở một vị trí gần như tương tự với pha bóng mà Văn Lợi đã gỡ hòa một đều dành cho FC Tây Ninh. Vẫn là cự ly chừng 20m và bóng chỉ hơi chết một chút về bên phía hành lang cánh phải. Vẫn sẽ là cơ hội dành cho cái chân trái rất dẻo của cầu thủ mang áo số 10. Văn Lợi thực hiện quả phạt. Thêm cú cửa lọc lần này thì thủ thành bên phía đội bóng áo vàng đã xử lý tốt. Rất nguy hiểm cho pha cửa lọc vừa rồi của Văn Lợi. Chúng ta cùng xem lại pha ra chân rất dẻo của cầu thủ mang áo số 10. Rất may cho các cầu thủ áo vàng. Pha bóng mà thủ môn của họ đã chơi hết sức tập trung. Bóng lại về chân của các thủ FC Tây Ninh. Pha chèo bóng không tốt. Những tình huống pressing liên tục của các thủ FC Tây Ninh. Nỗ lực của Trang Trung. Thêm một pha chuyền bóng dài. Chưa thể có được cơ hội thuận lợi dành cho FC Tây Ninh để có thể tung ra cú dứt điểm tiếp theo. Một khoảng trống dành cho các thủ áo vàng không được và dứt điểm đi thiếu chính xác. Thời cơ khá tốt dành cho FC 1990 với tình huống mà hậu vệ bên phía đội bóng áo trắng đã cắt bóng hụt. Tuy nhiên nỗ lực khống chế và dứt điểm của các thủ FC 1990 lại đi không thành công. Một cơ hội nữa, không được. Vẫn chưa có pha dứt điểm thành công. Liên tục những pha bỏ lỡ của cả hai bên. Và đường chèo bóng cuối cùng, bóng đã đi không chính xác. Chúng ta cùng xem lại cơ hội đối mặt vừa rồi. Đó là thời cơ dành cho vị trí của Văn Trường. Những số 10, một số 10 khác bên phía FC Tây Ninh đã không thể thành công trong pha dứt điểm của mình. Trên sân lúc này thì bên phía FC Tây Ninh có hai cầu thủ cùng mang chiếc áo số 10. Đó là Văn Lợi cùng với Văn Trường. Trong khi Văn Lợi đã có một pha cứa lòng mang về bàn mở tỷ số một đều thì Văn Trường vừa rồi đã bỏ lỡ một thời cơ cực kỳ ngon ăn. Không được. Bóng lại về chân của các thủ FC 1990. Nhịp độ của trận đấu diễn ra không quá nhanh. Hai đội bóng đều đang khá thận trọng. Không được. Những đường chuyền còn thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Thêm đường lên bóng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Thêm cơ hội nữa dành cho Thanh Tùng. Số 17 vẫn đang giữ bóng và tìm kiếm cơ hội đột phá.
Pha bóng phạm lỗi của các thủ FC Tây Ninh. Rất may đó một tình huống phạm lỗi ở ngoài khu vực cấm địa. Một quả đá phạt bên phía cánh phải dành cho các thủ FC 1990. Có thêm cơ hội tấn công thuận lợi dành cho các thủ áo vàng. Cú đá không thành công, tình huống dứt điểm thẳng nhưng bóng đi vọt xa. Hiện tại thì cuộc đối đầu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Costa Rica đang diễn ra đến phút thi đấu hơn 70 phút rồi. Và kết quả vẫn đang là 0-0. Một cú đá đi chết khúc dọc. Xin chút nữa thì có bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh. Pha bỏ lỡ của Nguyễn Ngọc. Chúng ta cùng xem lại thời cơ vừa rồi. Khi mà Văn Trường đã có đường truyền chuẩn xác. Người dứt điểm là vị trí của Duy Mạnh. Cầu thủ này mặc chiếc quần số 5 nhưng lại mang chiếc áo số 9. Nhưng và các bóng rất chủ động của FC Tây Ninh. Họ có thêm cơ hội để tấn công nữa. Một pha áp sát khó chịu của các cầu thủ vàng và họ đã lấy bóng thành công. Thời cơ không được. Đường chuyền cuối cùng lại đi hơi mạnh. Và các cầu thủ tấn công của FC 1990 đã không thể kiểm soát được bóng trong tình huống vừa rồi. Lúc này tại Qatar thì các cầu thủ Nhật Bản vẫn đang chơi ép sân với Costa Rica nhưng họ vẫn chưa có được bàn thắng mở tỷ số. Những pha tranh chấp quyết liệt của các thủ hai bên. Bóng lại trở về với FC 1990. Sau gần 30 phút thi đấu thì tỷ số vẫn đang là 1-1. Các thủ bên phía FC 1990 đã bất ngờ mở tỷ số trước từ một quả đá phạt góc. Và các thủ bên phía FC Tây Ninh cũng đã có được bàn sang bằng tỷ số sau đó. Thêm những sự điều chỉnh trong đội hình thi đấu của các thủ FC 1990. Cầu thủ vào sân là vị trí của số 8 Hà Ken. Anh vào thay cho vị trí của Phi Dân. Một quả phạt góc nữa dành cho các thủ áo vàng. Pha chạy bóng đã không đến được với vị trí của Thanh Tùng. Pha chạm bóng của cầu thủ vừa mới vào sân thay người Hà Ken. Tiếp tục là Hà Ken. Không chơi khá tốt. Không được. Cơ hội rất rõ ràng để cho các cầu thủ bên phía FC 1990 có bàn thắng vượt lên. Nhưng họ lại không thể kết thúc tốt trong tình huống này. Đầu tiên là pha dứt điểm hụt của cầu thủ mang chiếc áo số 21. Và sau đó là pha bỏ lỡ của số 77 Trang Trung. Cú đá hụt của Hồ Hải. Bóng đến chân của Trang Trung trong tư thế khá thuận lợi. Nhưng pha kết thúc bằng chân phải của anh lại đi vọt xa. Thanh Tùng mất bóng rồi. Càng thêm sức quyết liệt. Tình huống che chắn rất hợp lý của Văn Hoàng. Không có khoảng trống. Xử lý sức bình tĩnh. Một pha áp sát nhanh. Tuy nhiên các cầu thủ bên phía FC 1990 vẫn chưa lấy được bóng. Như vậy, Văn Thọ đã có pha ghi bàn. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 dành cho FC Tây Ninh.
Trong khi chúng tôi vừa quan sát danh sách của hai bên thì các cầu thủ FC Tây Ninh lại có bàn thắng vượt lên. Và chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát để theo dõi lại bàn thắng của Văn Thọ. Một pha bứt tốc bên phía hành lang cánh trái. Một cú tỉa bóng vô tình của Văn Thọ, tưởng chừng như đó là một tình huống không quá nguy hiểm dành cho hàng phòng ngự của đội bóng FC 1990. Nhưng thủ thành của họ cộng với hàng phòng ngự đã xử lý không tốt và để bóng trôi qua. FC Tây Ninh vượt lên dẫn trước 2-1, xích chút nữa thì đội bóng áo trắng tiếp tục có thêm cơ hội nguy hiểm. Thủ môn bên phía FC 1990 vừa rồi đã phải rời xa khung thành. Phản công trở lại với đội bóng áo vàng. Cơ hội và dứt điểm đi không chính xác. Tình huống kết thúc thuộc về vị trí của số 17, vẫn là Thanh Tùng. Còn thiếu đi một chút chuẩn xác để cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng có được bàn thắng gỡ hòa. Văn Thọ sau khi ghi bàn thì anh cũng đã rời sân và nhường chỗ dành cho vị trí của số 36 Tấn Sáng. Bóng vẫn trong cuộc. Những nỗ lực giữ bóng của các thủ áo trắng ở trong sân. Một quả ném biên nữa dành cho FC Tây Ninh. Văn Hoàng. Tranh chấp rất quyết liệt. Đã có những va chạm xảy ra và trọng tài đã phải đưa ra những nhắc nhở với các thủ hai đội. Một quả đá phạt dành cho FC Tây Ninh. Xử lý rất khéo léo. Được triển khai hay cơ hội dành cho số 36 dứt điểm không vào. Một tình huống kết thúc khá tốt nhưng rất tiếc là chưa có bàn thắng dành cho vị trí của số 36. Tấn Sáng là người có cơ hội để tung ra cú dứt điểm trong tình huống này. Tuy nhiên pha kết thúc của cầu thủ mang áo số 36 vừa rồi nó lại đi không quá xa với vị trí của thủ môn bên phía đội bóng FC 1990. Và thủ thành bên phía đội bóng áo vàng đã ngăn cản thành công. Ngăn chặn chính xác của số 79. Tình huống Cao Thành đã có rất cố gắng để đánh chặn. Thêm cơ hội nữa dành cho FC 1990. Những pha vào bóng thiếu an toàn của hàng phòng ngự FC Tây Ninh. Thêm pha treo bóng. Không có tình huống đánh đầu dành cho các cầu thủ FC 1990. Rất quyết liệt. Những pha chạy sắp tốt của các cầu thủ áo vàng. Tuy nhiên điều chuyền thì lại không thành công. Một pha phản công nhanh dành cho các cầu thủ áo trắng. Dứt điểm không được. Pha dứt điểm bằng chân trái của Duy Mạnh chưa đủ khó để có thể vượt qua được thủ thành đối phương. Thêm một tình huống kết thúc đầy nguy hiểm. Suýt chút nữa thì thời cơ của các cầu thủ FC Tây Ninh đã được tận dụng thành công. Thời cơ lên bóng nữa dành cho các thủ áo vàng. Vẫn là Thanh Tùng. Mất bóng nguy hiểm. Trọng tài xác định không có lỗi. Thời cơ trở lại với Hà Ken. Đường lên bóng tiếp theo dành cho các thủ FC 1990. Họ vẫn đang gây sức ép khá tốt. Tuy nhiên thì pha dứt điểm rất khó để có thể vượt qua được sự che chắn của các cầu thủ phòng ngự bên phía FC Tây Ninh. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ FC 1990. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng cần phải hết sức dè chừng. Đội bóng áo vàng trước đó đã mở tỷ số từ một thủ môn tương tự. Thêm một quả treo bóng về phía góc xa, khống chế rất tốt.
cầm bóng và xử lý khá tự tin, nhưng đường đẩy bóng cuối cùng nó lại đi hơi dài. Vẫn còn cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía FC 1990 nỗ lực đi bóng. Quả tạt quá đơn giản. Thêm quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía FC 1990. Chúng ta đang đến với những phút gần cuối hiệp 1. Và lúc này thì tỷ số đang tạm thời là 2-1 nghiêng về đội khách FC Tây Ninh. Một tình huống cố gắng áp sát của các cầu thủ áo trắng. Những nỗ lực lên bóng nữa dành cho các cầu thủ FC 1990 để tìm kiếm bàn gỡ. Họ đang bị dẫn trước và đang khá nung nóng để có thể tìm kiếm những cơ hội dứt điểm. Bóng trở lại chân của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Một pha có bóng nữa của Duy Mạnh. Sức khéo, được chuyền ngang hợp lý. Đây là Văn Hoàng. Rất bình tĩnh. Tuy nhiên, các hậu vệ bên phía đội bóng áo vàng đã lùi về kịp thời đủ quân số và tổ chức phòng ngự. Như vậy thì trọng tài đã tạm thời nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ. Và lúc này thì tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội bóng FC Tây Ninh. Mặc dù bị dẫn trước nhưng các thủ áo trắng đã chơi tốt và có được hai bàn thắng gỡ hòa. Hai bàn thắng để gỡ hòa và vượt lên dẫn điểm. Chúng ta hãy tạm nghỉ giải lao phút trước khi bước vào hiệp đấu còn lại của trận so tài ngày hôm nay.
Như vậy thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tại sân bóng Gia Phú. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận so tài giữa các thủ FC Tây Ninh và đội bóng FC 1990. Hiện tại thì sau khi hiệp một kết thúc, các thủ FC Tây Ninh đang tạm dẫn với tỷ số 2-1. Họ là đội bị chọc thủng lưới trước, nhưng các thủ bên phía FC Tây Ninh đã chơi bùng nổ để có thể ghi liên tiếp hai bàn thắng. Và lúc này họ đang là đội bóng nắm lợi thế dẫn bàn. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đang cho thấy nỗ lực của mình để bóng tìm kiếm những bàn gỡ. Họ đã phải đối mặt với những áp lực trong hiệp đấu thứ hai này khi mà các cầu thủ FC 1990 được xem là đội bóng chủ nhà khi họ đón tiếp đội khách đến từ Tây Ninh. Các cầu thủ áo trắng đã phải di chuyển một quãng đường khá xa. Tiếp tục quả ném biên trở lại với các cầu thủ FC Tây Ninh. Chưa có những pha triển khai mạch lạc dành cho FC 1990. Thêm cơ hội lên bóng dành cho đội bóng áo trắng. Không được, đường truyền vào đã không đến được vị trí của các đồng đội. Cuối cùng thì thời cơ của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh đã trôi qua. Bây giờ sẽ là nỗ lực lên bóng trở lại với các cầu thủ áo vàng. Chúng ta đang theo dõi trận so tài giữa hai đội bóng FC Tây Ninh và đội bóng FC 1990. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên fanpage của kênh truyền thông bóng đá phủ miền Tây. Các bạn có thể truy cập vào fanpage để theo dõi và cổ vũ thêm dành cho hai đội bóng của chúng ta. Truy cập vào fanpage bóng đá phủ miền Tây và các bạn có thể đưa ra những comment cũng như là những lời nhắn dành cho các thủ đang thi đấu ở trên sân. Đã có khá nhiều những bàn thắng bất ngờ đến ở trận đấu này khi mà các cầu thủ có những pha xử lý ngẫu hứng. Bàn thắng của các cầu thủ bên phía đội bóng FC 1990 nó đến từ một tình huống đá phạt góc thành bàn. Và sau đó thì những pha xử lý của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh đã giúp cho họ có được những bàn gỡ. Vẫn là những pha bóng giằng co khá quyết liệt. Có thêm cơ hội tấn công nữa dành cho các cầu thủ FC Tây Ninh. Nhưng trong hiệp 1 thì họ vẫn đang chơi khá tốt. Tuy nhiên số lượng cơ hội mà hai đội tạo ra là không nhiều. Và các cầu thủ hai bên cần phải chắc chiêu hơn những thời cơ của mình có được để hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Nhất là các thủ FC 1990, đội bóng đang bị dẫn bàn. Họ cần phải có thêm những bàn thắng để có thể hy vọng có được một kết quả thuận lợi trong cuộc đón tiếp đội khách. Với các thủ FC Tây Ninh, họ đang chơi cực kỳ bình tĩnh. Thêm một cơ hội dành cho các thủ FC 1990, giữ bóng khá tốt. Được chuyền trở ra, khoảng trống. Chưa có được cơ hội dứt điểm dành cho vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 2, vị trí của Văn Xin. Một pha tranh chấp khá quyết liệt giữa các thủ hai bên và trọng tài lại phải cắt còi. Tình huống va chạm giữa Nguyễn Biên cùng với cầu thủ tấn công của FC 1990. Đó là vị trí của Phi Dân. Phi Dân đã chơi rất song sáo trong hiệp 1. Tuy nhiên sự hiệu quả của số 10 là chưa cao. Cần phải có những tình huống xử lý chắc chiêu và tận dụng cơ hội tỉnh táo hơn đến từ các thủ FC 1990 để hy vọng một kết quả thuận lợi trong trận so tài ngày hôm nay. Đột phá không thành công, bóng đã về chân của các thủ FC Tây Ninh, thêm một khoảng trống nữa dành cho Duy Mạnh. Sức tiếc số 9 đã bị ngăn chặn. Những nỗ lực giữ bóng trước đó là của Tấn Sáng, cầu thủ mang số 36 đã có những pha xử lý khá hay.
thêm đường lên bóng nữa dành cho các thủ áo vàng. Rất bình tĩnh. Được triển khai. Tiếp tục là cơ hội dành cho Phi Dân và các đồng đội. Đây là vị trí của số 3, vị trí của Quốc Đơn Son. Vẫn còn. Các cầu thủ bên phía FC 1990 đang phối hợp khá nhịp nhàng. Văn Hòa. Được triển sai. Rất may là sự bọc lót của Văn Sinh đã giúp cho các cầu thủ FC 1990 thu hồi bóng. Thêm đường truyền ra trung lộ, một pha chuyền bóng hơi non và đã bị các cầu thủ phòng ngự của FC Tây Ninh bắt tay phản công trở lại với các cầu thủ FC Tây Ninh. Không được. Pha đi bóng chưa vượt qua được vị trí của Tí Sẹo. Thêm một tình huống lên bóng dành cho các cầu thủ áo trắng. Được treo bóng đi không thành công. Trận sập khá quyết liệt. Các thủ áo vàng đang cố gắng đẩy cao đội hình. Được chuyền của Phi Dân. Mất bóng. Phản công trở lại với FC Tây Ninh, càng lướt khắc tốt của Văn Hoàng. Số 30 đã bị Phi Dân ngăn chặn. Những pha bóng rất cố gắng của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh để tìm kiếm thêm cơ hội. Nhưng họ vẫn chưa có được pha ghi bàn kế tiếp. Tỷ số vẫn giữ nguyên là 2-1 ở thời điểm cuối hiệp 1. Thêm một khoảng trống dành cho các thủ áo vàng. Pha đi bóng của Hà Ken. Số 8 đã bị phạm lỗi. Và người bị thổi phạt là vị trí của Văn Hoàng. Người đá sẽ là Hakem. Cú đá còn chưa đủ sự uy hiếp. Thêm một pha cắt bóng an toàn của các cầu thủ phòng ngự bên phía FC Tây Ninh. Nhưng đường truyền cần phải có được đủ lực đi để tránh những pha cắt bóng đến từ đối thủ. Những đường truyền hơi non, nó sẽ mở ra những cơ hội phản công chớp nhoáng dành cho đối phương và hàng phòng ngự của đội nhà sẽ phải đối mặt với những áp lực. Do đó thì các cầu thủ cần phải chuyền bóng với sự sẵn sàng, tập trung cao độ và để theo dõi tình huống trên sân. Một pha ngăn cản, một cú đá chạm vào mép xa ngang, chưa có bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ bên phía FC 1990. Tình huống bỏ lỡ cơ hội của Văn Xin. Chúng ta cùng xem lại pha khống chế và dứt điểm vừa rồi của số 2 bên phía FC 1990. Cú đá đã khẽ chạm vào mép trên xa ngang và đi ra ngoài. Một cú ra trận chất lượng.
Tuy nhiên khá kém may mắn dành cho Văn Xin trong tình huống vừa rồi. Và đây là thời đáp trả của các thủ bên phía FC Tây Ninh. Đột phá không thành công. Tình huống cố gắng xoay sở nhưng không có được cơ hội qua người thành công dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Những diễn biến vẫn đang khá kịch tính của trận đấu. Thêm được chèo bóng, không được, và chèo bóng đi vọt xa. Các thủ bên phía đội bóng áo trắng đang phải chống đỡ những đường lên bóng đến từ đối thủ. Đội bóng FC 1990 đang quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận tập tốt, một pha lên bóng nữa của Hà Ken. Rất hay, động tác không chê cuối cùng của Hà Ken lại đi quá dài, quá đáng tiếc cho những cơ hội mà các thủ bên phía đội bóng áo vàng có được, nhưng họ lại không thể tận dụng tốt. Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nó cũng tạo ra một áp lực tâm lý nhất định với các chân sút bên phía đội bóng áo vàng. Họ cần chơi một cách bình tĩnh hơn để có thể tìm kiếm thêm cơ hội. Thời gian vẫn còn khá nhiều. Đây chỉ mới là những phút đầu hiệp 2. Pha xử lý vẫn chưa thành công. Bóng lại về chân của các thủ FC 1990. Sức bình tĩnh, lại là Văn Xin. Số 2 đang giữ bóng và phối hợp khá nhịp nhàng với các đồng đội. Cú dứt điểm vẫn chưa thành công. Cần những tình huống đột biến hơn đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng để có thể tìm kiếm bàn thắng cho đội bóng này, có thể rút ngắn cách biệt. Bây giờ thì cả hai đội đều đang quyết tâm để đảm bảo được kết quả thuận lợi dành cho mình. Một pha đột phá không thành công, tiếng còi đã vang lên, một pha cả người không bóng, trọng tài xác định có lỗi của các cầu thủ FC Tây Ninh và penalty dành cho đội bóng FC 1990. Chúng ta cùng xem lại pha tranh chấp vừa rồi. Cầu thủ bị thổi phạt là cầu thủ mang chiếc băng đội trưởng. Đây sẽ là thời cơ tốt để cho đội bóng áo vàng có được cơ hội để rút ngắn tỷ số. Xin lỗi bạn, để sang bằng tỷ số. Cú đá vẫn có bàn thắng, mặc dù thủ thành bên phía đội bóng FC Tây Ninh đã ngăn chặn đủ người chính xác, nhưng vẫn có pha ghi bàn dành cho vị trí của Văn Xin. Cầu thủ mang chiếc áo số 2 đã thực hiện một cú đá đầy uy lực. Một pha dứt điểm căng. Văn Xin cũng đã thủ thành bên phía FC Tây Ninh cũng đã đổ người rất chính xác. Tuy nhiên vẫn không thể ngăn chặn bàn thắng của đối thủ. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt đền 9m của cầu thủ mang chiếc áo số 2. Một cú ra trận rất căng. Bóng đã chạm vào tay của thủ môn bên phía đội bóng FC Tây Ninh, sau đó thì nó lại chạm vào mặt của thủ môn này và đi trở ngược vào lưới. Rất đáng tiếc cho thủ thành của FC Tây Ninh. Anh đã gần như cản phá thành công một quả phạt đền. Nhưng cuối cùng thì các thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh vẫn phải nhận bàn thua. Pha phối hợp không thành công. Những màn so tài khá kịch tính trên sân. Cú chèo bóng dài. Vẫn còn cơ hội sang người dứt điểm. Xin chúc nữa thì có bàn thắng kế tiếp dành cho FC Tây Ninh. Thêm một pha kết thúc không thành công nữa của các thủ áo trắng.
Vừa rồi là thời cơ dành cho vị trí của số 10. Đó là Văn Lợi. Suýt chút nữa thì Văn Lợi có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Trước đó thì anh đã sang bằng tỷ số một đều bằng một quả đá phạt rất đẹp mắt. Cơ hội lên bóng tiếp theo. Một pha có bóng nữa của các thủ bên phía đội bóng FC 1990. Can thiệp chính xác. Sau khi để thủng lưới với quả penalty vừa rồi thì các thủ bên phía FC 1990, xin lỗi bạn, bên phía FC Tây Ninh họ đang bố trí đội hình khá chặt chẽ. Rõ ràng là như vậy, lại bất ngờ có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Một pha xử lý cực kỳ bất ngờ. Và bàn thắng lại là của Văn Lợi. Văn Lợi đã có được pha ghi bàn tiếp theo của mình. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của FC Tây Ninh. Một pha bóng phản công hết sức bất ngờ. Văn Lợi đã có một cú dứt điểm ở cự ly rất xa và bàn thắng có thể xem là một siêu phẩm. Cái chân trái quá dẻo của cầu thủ mang chiếc áo số 10 bên phía đội bóng FC Tây Ninh. Một pha đập nhã nguy hiểm. Suýt chút nữa thì các cầu thủ bên phía FC 1990 có cơ hội để tìm kiếm bàn gỡ. Bóng lại trở về với các thủ áo vàng. Pha xử lý tốt của số 2. Văn Xin. Thêm đường chèo bóng dài. Cú đánh đầu đi không chính xác. Cả hai bên đều tạo ra những pha bóng sóng gió. Tuy nhiên chỉ có các thủ MC Tây Ninh đã tận dụng được cơ hội của mình. Một đường chuyền nữa không kịp. Suýt chút nữa thì có thêm một cơ hội tiếp cận khung thành dành cho các thủ áo trắng. Vẫn là những pha rải bóng bình tĩnh bên phần sân nhà của FC 1990. Nhưng lúc này họ là đội bóng bị dẫn bàn và cần phải có được những pha tấn công để có thể tìm kiếm bàn gỡ. Nguy hiểm. Rất may cho các cầu thủ bên phía đội áo vàng. Bóng đã không được xử lý tốt. Thêm một gọi tấn công dành cho Phi Dân. Tình huống có bóng của số 3, vị trí của Quốc Đờ Giòn. Cú đá khá nguy hiểm. Bóng vừa đi, suýt chút nữa đã đi vào lưới. Nếu như không có sự ngăn chặn kịp thời của thủ thành bên phía FC Tây Ninh, lại là một tình huống dứt điểm từ xa. Cú ra trần bóng đi khá căng của cầu thủ mang chiếc áo số 32 Văn Hậu. Cú dứt điểm đi không thành công. Những pha ngăn cản quyết liệt. Tình huống lao xa chính xác của thủ thành bên phía đội bóng FC 1990. Vẫn là những nỗ lực chơi pressing tầm cao của các thủ FC Tây Ninh.
rất bình tĩnh. Hạ Ken, đây là vị trí của Phi Dân, chưa có được pha dứt điểm thành công. Những pha bóng áp sát liên tục của các thủ áo vàng. Thêm pha chèo bóng dài của các thủ áo vàng. Những sự điều chỉnh nhân sự của hai đội bóng cũng đã được đưa ra tiếp theo. Bây giờ là quả phát bóng lên dành cho các thủ FC Tây Ninh. Đột phá rất hay, một pha mở cánh khá thoáng nhưng sức tiếc Tuấn Vĩ lại không theo kịp đường truyền. Bây giờ ném biên trở lại với các thủ FC 1990, hai đội bóng đang giằng co. Lúc này thì lợi thế vẫn đang thuộc về đội bóng áo trắng với tỷ số 3-2. Đường truyền của Văn Xin. Đây là Văn Hậu. Hà Ken rất bình tĩnh, những pha xử lý chính xác. Đây là Đỗ Hồ Hải. Một pha bóng hơi thiếu tập trung của cầu thủ mang áo số 21. Khá đáng tiếc cho Hồ Hải. Anh không duy trì được sự tập trung cần thiết của mình ở những thời điểm cực kỳ quan trọng của trận đấu. Cơ hội tiếp theo. Nỗ lực phá bóng là của cầu thủ áo số 9 Tí Sẹo. Thêm pha tranh chấp khá tốt. Văn Trường lại có pha xử lý không tốt. Tiếp theo là Văn Lợi. Những cú đá cuối cùng của số 10 bên phía đội bóng FC Tây Ninh đã không thành công. Chúng ta vẫn đang chờ đợi bàn thắng kế tiếp của trận đấu này. Chưa thể có pha vượt lên của một trong hai bên. Được chuyển dọc biên. Những pha đập nhã đã không thành công dành cho các thủ FC 1990. Không kịp, Văn Trường đã không thể tiếp cận được bóng. Đã có thêm một cơ hội dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng nhưng họ chưa thể tận dụng tốt. Đây là một thế trận mà các thủ bên phía FC Tây Ninh có thể thực hiện lối đá phòng ngự phản công. Ông đã về trận của thủ thành bên phía FC 1990. Thế trận vẫn đang diễn ra giằng co. Hai đội bóng đều đang xử lý những tình huống của mình một cách quá thận trọng. Không có nhiều những khoảng hở được tạo ra và các thủ cần phải hết sức cố gắng mới có thể khai thác được không gian. Văn Xin, những tình huống đập nhã nhịp nhàng của các thủ bên phía đội bóng FC 1990. Nhưng họ vẫn đang không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối thủ. Một lần nữa thì trọng tài thổi phạt các thủ FC Tây Ninh. Đây sẽ là một quả đá phạt nguy hiểm.
Không được, cú đá khá nguy hiểm nhưng không vượt qua được sự che chắn của hàng phòng ngự bên phía FC Tây Ninh. Vẫn là Hà Ken. Những nỗ lực rất song sáo của cầu thủ mang áo số 8. Tiếp tục là Văn Xin. Bộ đội số 2 và số 8 đang chơi khá nhiệt. Hiện tại thì ở trận đấu sớm, các cầu thủ Nhật Bản đã bất ngờ để thua Costa Rica với tỷ số 0-1. Như vậy thì cục diện ở bảng đấu có sự hiện diện của Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica đang trở nên khó lường hơn. Đặc biệt là trận cầu tâm điểm tối nay giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức. Kết quả sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp của đội tuyển Đức sau khi họ đã để thua Nhật Bản ở trận đấu ra quân. Thời điểm hiện tại, nếu như các thủ đội tuyển Đức có thể đánh bại được Tây Ban Nha, lúc đó thì cả 4 đội bóng ở bảng đấu của họ đều có được 3 điểm. Và sẽ là một cực kỳ kịch tính khi phải bước vào lượt đấu cuối cùng mới có thể xác định được những cái tên đi tiếp. Thêm một pha tranh chấp quyết liệt của các thủ FC Tây Ninh, tỷ số vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía đội bóng trắng. Pha xoay sở tốt của Văn Lợi đường chuyền, pha chuyền bóng kỹ thuật rất hay, cơ hội nữa không được, pha dứt điểm lại đi xa ngoài, quá đáng tiếc cho cầu thủ bên phía đội bóng FC Tây Ninh, người bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Suýt chút nữa thì tỷ số đã được nâng lên 4-2 dành cho FC Tây Ninh. Nếu như pha dứt điểm này đi chính xác hơn, chúng ta cũng xem lại đường chuyền kỹ thuật của Văn Lợi. Pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của Văn Thọ. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Không có gì khó khăn dành cho hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng FC 1990. Hà Ken được chuyền dành cho Văn Hậu nhưng số 32 đã kiểm soát bóng không thành công. Thêm một cơ hội trở lại với FC Tây Ninh, được chuyền dọc biên khá hay, cơ hội nữa dành cho Tuấn Vĩ, căng ngang rất tiếc và căng ngang của anh lại đi bóng, đưa bóng ra hết được biên ngang. Những đường căng ngang cần trả bóng ngược trở về tuyến hai để cho những vị trí tấn công có thể lao vào. Và nếu như pha bóng vừa rồi Tuấn Vĩ có thể phối hợp tốt với Duy Mạnh thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn dành cho FC Tây Ninh. Thêm một cú dứt điểm, như vậy thì bất ngờ có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Người ghi bàn là vị trí của số 10 Phi Dân. Sau rất nhiều những pha bóng giằng co, hai đội bóng cuối cùng cũng đã tiếp tục níu kéo nhau về kết quả hòa. Phi Dân là người gỡ hòa 3 điều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC 1990. Và chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng bất ngờ của cầu thủ mang áo số 10 sau đường chuyền của Hà Ken. Những pha đập ngã liên tục. Không phải, như vậy người ghi bàn không phải là vị trí của số 10 mà là số 32 Văn Hậu. Camera đã focus nhầm cầu thủ ghi bàn. Và kết thúc là của Văn Hậu để gỡ hòa 3 điều dành cho các cầu thủ FC 1990. Một lần nữa thì chúng ta cũng chứng kiến lại bàn thắng của Văn Hậu sau những pha đập nhã. Hà Ken chuyền bóng. Và người chuyền bóng cuối cùng dành cho Văn Hậu dứt điểm chính là vị trí của Phi Dân. Một pha kết thúc chất lượng.
Cơ hội kế tiếp dành cho các thủ áo vàng. Không được, và bấm bóng đi hơi mạnh. Tiếp tục các cầu thủ FC Tây Ninh họ đang cố gắng tranh chấp. Thời gian của hiệp 2 cũng không còn nhiều. Và bây giờ thì hai đội bóng vẫn đang hòa nhau với tỷ số 3 đều một cách rất kịch tính. Các cầu thủ muốn giành chiến thắng trong trận đấu này có lẽ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Kết quả đang rất giằng co. Những lần FC Tây Ninh vượt lên dẫn trước nhưng đối thủ cũng rất nhanh để có thể tìm về những bàn gỡ. Điều này khiến cho độ cơ tính của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao. Có thêm cơ hội dành cho các thủ FC 1990. Đường chuyền về khá bình tĩnh. Văn Hậu hoặc bóng khéo léo, đã có pha phạm lỗi của các thủ FC Tây Ninh. Chúng ta chờ đợi những tình huống tấn công tiếp theo của cả hai bên trong khoảng gần 5 phút cuối, hơn 5 phút cuối cùng của trận đấu này. Thêm những nỗ lực của các thủ FC 1990. Khoảng trống không được, và kết thúc cuối cùng là của Thanh Tùng, nhưng vẫn chưa vượt qua được sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía FC Tây Ninh. Có khoảng trống nữa. Không được. Cú chích mũi của Phi Dân chưa thể tạo ra được cơ hội thêm dành cho các đồng đội. Sáu bàn thắng đã được chia đều cho hai bên. Bên phía đội bóng FC Tây Ninh cũng đã có được những siêu phẩm rất đẹp mắt đến từ vị trí của Văn Lợi. Cú bắt vô lề chân trái rất đẹp mắt để nâng tỷ số lên 3-2 dành cho FC Tây Ninh, đó là một siêu phẩm. Những quan ngăn chặn quyết liệt, một khoảng trống nữa dành cho các thủ FC Tây Ninh, tỷ số đã được nâng lên 4-3. Rất bất ngờ, một pha cướp bóng chủ động của Văn Thọ và cầu thủ này đã lập được cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Quan trọng hơn, có thể bàn thắng của Văn Thọ sẽ mở ra thắng lợi dành cho các thủ FC Tây Ninh trong chuyến hành quân đến thành phố Hồ Chí Minh lần này. Chúng ta cùng xem lại pha cướp bóng bất ngờ của số 7 và dứt điểm rất tốt. Pha ngăn chặn của Văn Thọ một cách rất chủ động và cú đá cự ly gần. Không có cơ hội cản phá dành cho thủ thành bên phía đội bóng FC 1990. Bây giờ thì các thủ bên phía đội bóng FC 1990 sẽ phải đẩy cao toàn bộ đội hình lên. Đó là điều chắc chắn. Bất ngờ bàn thắng đã đến với các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Nhưng trọng tài đã không công nhận pha ghi bàn vừa rồi. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC 1990. Chúng ta hãy cùng xem rõ lại quả phạt góc vừa rồi. Một tình huống lộn xộn trước khung thành. Trọng tài xác định bóng chạm tay của số 17. Không phải, như vậy đó là tình huống mà trọng tài đã công nhận bàn thắng của số 17, vị trí của Thanh Tùng. Ở góc quay chậm hơn. Chúng ta xem lại pha tranh chấp vừa rồi.
4 đều dành cho FC 1990. Thêm quả treo bóng bóng. Thêm cú đá cực kỳ nguy hiểm. Lần này thì thủ môn bên phía đội bóng áo trắng đã chơi cảnh giác. Một cú ra chân khá bất ngờ nữa đến từ vị trí của Văn Hậu. Cú đá khá chất lượng. Tuy nhiên còn thiếu đi một chút độ hiểm hóc để có thể mang về thêm bàn thắng dành cho các cầu thủ FC 1990. Thêm quả treo bóng phạt góc. Cú chạm đầu của Văn Hậu nhưng bóng đi không chính xác. Vẫn còn Thanh Tùng được chuyền về. Như vậy thì đúng lúc này trọng tài đã nổi còi khép lại trận giao hữu giữa các thủ FC Tây Ninh và FC 1990. 8 bàn thắng đã được ghi và chia đều cho cả hai bên. Trận đấu đã khép lại. Và bây giờ thì kết quả buổi tường thuật của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Và rất cảm ơn quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tình huống tay người ta nằm sát người luôn chứ không có thở ra nè. Buổi tường thuật của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và xin mời quý khán giả cùng đón xem những trận đấu kế tiếp trên sóng trực tiếp của bóng đá phố miền Tây. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi trận đấu này. Chúc quý vị có một đêm thưởng thức bóng đá với những trận đấu của World Cup. Và đừng quên đón xem những trận đấu tiếp theo của bóng đá phố miền Tây vào ngày mai.